Chào tất cả các anh chị thân mến. Chào mừng các anh chị đã đến với podcast của Tuệ Trading. Thì đây là nơi tôi chia sẻ các kiến thức về phát triển bản thân, về trading và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto. Các anh chị có thể ghé thăm website tuetrading.com để có thể nhận được nhiều thông tin giá trị trên đó. Thì thực sự mình làm cái kênh YouTube Tuệ Trading này cũng mong muốn chia sẻ những cái kiến thức về phân tích kỹ thuật này, chia sẻ các cái kiến thức về đầu tư. Và mình làm cái chuỗi podcast này cũng mong muốn là chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái thứ mà bản thân của mình đã đi với cái thị trường trong một cái thời gian rất là dài. Thì trong quá trình mà mình chia sẻ như vậy, mình nhận khá nhiều những cái comment của các anh chị, đặc biệt là các bạn comment những cái câu hỏi như thế này nè, là anh ơi, có thể giúp em được không? Anh ơi, em chưa hiểu gì về thị trường crypto cả, có thể giúp em với. Rồi nhiều anh chị cũng comment nữa là em chưa biết gì về trading, chưa biết gì về đầu tư cả, anh có thể giúp em với được không? Rồi rất nhiều anh chị cũng là comment những cái câu hỏi như vậy nè. Em chưa biết tạo tài khoản sàn Binance như thế nào, chưa biết tạo tài khoản bảo mật ví như thế nào, anh có thể giúp em với được không? Hoặc là nhiều anh chị lại đầu tư thua lỗ, rồi các bạn comment những cái như này. Em thua lỗ quá, anh giúp em với được không? Hoặc là anh giúp em về bờ được không? Rồi nhiều anh chị cũng comment tương tự vậy nè. Anh có thể là hướng dẫn cho em từ A tới Z, giúp em trở thành một cái pro trader gì đó được không? Rồi rất là nhiều những cái câu hỏi như vậy. Rồi cũng có nhiều anh chị là comment vậy nè, anh share cho em một cái kèo về bờ hoặc là một cái kèo nào đó x2, x3 được không? Thì trong cái tập podcast này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cũng như trả lời những cái câu hỏi như thế này. Thì thực sự là cá nhân mình, các anh chị, mình rất là trân quý các anh chị. Các anh chị là những người mới nên những cái câu hỏi ngây ngô như thế này là mình hiểu. Tuy nhiên thực sự nếu mà các anh chị hỏi không đúng người nha, thì các bạn sẽ rất dễ dàng rơi vào những cái hội scam. Họ sẽ đưa các anh chị vào trong những cái hội nhóm như vậy và khả năng rất là cao là các bạn sẽ bị mất tiền. Thì đầu tiên lời khuyên chân thành của mình dành cho các anh chị là các bạn vào trong thị trường này, các bạn phải ý thức được rằng chỉ có kiến thức mới có thể bảo vệ được các anh chị. Và chính các anh chị mới là người tự bảo vệ chính mình. Thực ra trong thị trường này các anh chị, không ai họ có nghĩa vụ họ giúp các anh chị cả. Nếu ai đó mà họ chủ động, họ inbox cho các anh chị, họ nói là họ giúp đỡ các bạn về trading hoặc về đầu tư, thì tôi khẳng định với các bạn là chắc chắn 99% là scam và lừa đảo. Thế nên các bạn cần phải ý thức được cái điều này. Và các bạn lưu ý kỹ cho tôi nè. Thực ra mình rất muốn giúp các anh chị, nhưng mà các bạn biết là mình chỉ có 24 tiếng mỗi ngày thôi. Các anh chị cũng như vậy. Và thực sự cái quỹ thời gian của mình nó rất là hạn hẹp. Và mình cũng dành thời gian cho công việc này, cho cái việc học tập, đào sâu, và cũng dành thời gian cho gia đình mình nữa. Nên thực sự là mình không có cái thời gian để hướng dẫn các anh chị chi tiết từng cái câu hỏi đơn giản và basic như vậy. Những cái thứ này nó có trên YouTube, có trên Google. Các bạn chỉ cần lên xem một xíu là các bạn có thể tự trả lời được các cái câu hỏi cơ bản. Tuy nhiên thực sự nếu mà các anh chị có cái kinh nghiệm một xíu, các bạn chịu khó tìm hiểu, đào sâu và các bạn quan sát trên cái kênh YouTube Tuệ Trading này nè, thì mình đã hướng dẫn cho các anh chị một cái lộ trình rồi. Thì mình chỉ muốn nói với các anh chị là mình đã làm một cái lộ trình này để mình hướng dẫn cho các anh chị là một cái người mới, các bạn không biết gì, các bạn cần phải trang bị kiến thức. Bởi vì thực tế là không thể nào mà trong một sớm một chiều, không thể nào mà đốt cháy giai đoạn mà các bạn có thể hiểu được. Nếu có cách nào đó, một cái cách nào mà giúp cho các bạn nắm cho thật nhanh, hiểu thật sâu mà thời gian nó ngắn thì mình làm rồi các anh chị ạ. Thế nên các bạn thấy là đầu tiên trên cái kênh YouTube Tuệ Trading này nè, các bạn thấy có một cái chuỗi video về nhập môn đầu tư tài chính. Tức là trong cái chuỗi video này sẽ giúp cho các bạn hiểu về các cái mô hình game tài chính ở trên thị trường. Các bạn cũng biết về những cái chiêu trò về scam lừa đảo để các bạn biết cách bảo vệ các anh chị. Thì những anh chị là người mới, lời khuyên của mình là các bạn nên dành thời gian các bạn xem cái chuỗi video nhập môn đầu tư tài chính trên cái kênh YouTube Tuệ Trading á. Tiếp theo nữa là sẽ có một cái chuỗi video ngắn trong cái danh sách phát là thoát nghèo để làm giàu. Tức là gì? Ở đây tôi sẽ giúp cho các bạn là biết cách tiết kiệm này, giúp cho các bạn là biết cách dành ra được một cái khoản tiền nhỏ trong cái việc là đầu tiên các anh chị đi làm công ăn lương đúng không? Sau đó các bạn tích lũy được một cái khoản và các bạn có thể trích một cái khoản nhỏ này ra các bạn tìm hiểu về đầu tư, học về đầu tư. Thì khi cái cách tiếp cận như vậy nó sẽ đảm bảo an toàn cho các bạn. Thế nên cái chuỗi video ngắn đó các bạn cũng sẽ phải nên xem.
Tiếp theo nữa là cái chuỗi podcast trên cái kênh YouTube Tuệ Trading này. Thì các bạn thấy là cái chuỗi podcast này nó cũng gần 100 tập rồi. Để tôi mindset cho các bạn về cái cách các bạn tiếp cận thị trường, cái tư duy để các bạn học tập và đào sâu, và một cái lộ trình mà các anh chị đi. Thế nên các bạn biết là tôi đã đầu tư rất là trau chuốt và công phu về cái chuỗi podcast này. Thì tôi hiểu các bạn đang bị những cái vấn đề gì, các bạn đang vướng những chỗ nào. Và đó là lý do tại sao tôi xây dựng cái chuỗi podcast này là như vậy. Thì các anh chị cần phải nên dành thời gian nghe cái chuỗi podcast này. Thì nó sẽ định hình trong cái mindset của các bạn một cái system, một cái cách tiếp cận an toàn nhất. Tiếp theo nữa, các bạn thấy trên cái kênh YouTube Tuệ Trading có một cái chuỗi video về phân tích kỹ thuật chuyên sâu. Thì ở đây các bạn thấy là tôi chia sẻ về những cái kiến thức cơ bản nhất về nến, về kháng cự hỗ trợ, về RSI, về MACD, về những cái bộ công cụ chỉ báo. Thì khi mà các bạn bắt đầu có cái cách tiếp cận đúng rồi, thì lúc này các bạn bắt đầu đi vào chuyên sâu một xíu, hiểu về phân tích kỹ thuật. Bởi vì không thể nào đốt cháy giai đoạn được đâu, các bạn phải đi một cái lộ trình như thế. Tiếp theo nữa, các bạn để ý kỹ là tôi có một cái chuỗi video về tư duy và chiến thuật đầu tư trong cái năm 2023, tư duy chiến thuật đầu tư trong cái năm 2024. Thì những cái video này nếu mà các anh chị chịu khó xem, nghiền ngẫm, các bạn back test lại một cái lộ trình dài của Bitcoin thì các bạn sẽ thấy được là nó thật sự đáng quý đó các bạn. Bởi vì trong cái quá trình mà tôi đầu tư thì các bạn biết là những cái kinh nghiệm, những cái đúc kết của tôi đều chia sẻ trong những cái chuỗi video như vậy. Và cái việc của các anh chị cần làm là các bạn cần phải dành thời gian xem cái chuỗi video đó. Có rất nhiều anh chị nói với tôi vậy nè: à anh ơi, trên cái kênh YouTube của anh là em thấy có nhiều video quá, bây giờ học cái nào cho nó nhanh. Thì thực ra tôi nói các anh chị là mỗi video nó là một cái mảnh ghép để hoàn thiện về tư duy, về mindset, về kỹ năng, cũng như là chia sẻ những cái trải nghiệm của tôi. Thế nên các bạn biết là để làm một cái video như vậy nó rất là công phu, và tôi tốn rất nhiều thời gian. Bởi vì nó sẽ mang lại giá trị cho các bạn, nó giúp ích được cho các bạn, nên tôi mới để trên đó, nên tôi mới làm. Thế mà bây giờ các bạn muốn đốt cháy giai đoạn, các bạn học cho thật nhanh, các bạn không xem nó thì làm sao có thể hiểu được. Chưa nói đến cái việc là một cái video trên đó các bạn cần phải xem nhiều lần thì các anh chị mới có thể hiểu và thẩm thấu được. Thì quay trở lại với những anh chị là người mới, thì tôi chỉ nói các anh chị điều này nè: các bạn cần phải đi một cái lộ trình như vậy. Các bạn nói về cái việc là tôi giúp các anh chị được không, thì cái điều đầu tiên các bạn phải suy nghĩ các bạn là người giúp chính các anh chị trước. Không ai có trách nhiệm giúp các bạn cả. Và tôi đã xây dựng một cái lộ trình như vậy để giúp cho các anh chị đó. Thế nên nếu mà các anh chị hiểu, các bạn cần phải chậm rãi, từng bước các anh chị đi theo một cái lộ trình như vậy. Rồi các bạn biết nữa là trong quá trình mà có rất nhiều anh chị họ cày nát cái kênh YouTube này rồi, thì lúc này bắt đầu là họ có những cái kiến thức cơ bản về basic, họ có những cái kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, lúc này bắt đầu tìm hiểu, xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch. Và đó là lý do tại sao tôi tạo nên cái cộng đồng Build Your Trading System là vậy, nơi mà mình chia sẻ những cái kiến thức về trading và đầu tư. Và tại sao tôi lại xây dựng một cái lộ trình và tôi yêu cầu các anh chị đi cùng tôi ít nhất 6 tháng trong đó là vậy. Các bạn hãy cứ quan sát ở bên ngoài cuộc sống đi các anh chị. Các bạn thấy có cái nghề nào mà học xong một vài buổi mà có thể kiếm được nhiều tiền không? Các bạn đi làm trong công ty nha, các bạn vào làm một cái vị trí công nhân, họ đào tạo các bạn cũng 2 tuần một tháng, mà để làm những cái công việc chân tay thôi nha các anh chị. Còn ở đây là những cái kiến thức nó có cái chiều sâu, không thể nào trong một sớm một chiều mà các anh chị thành thạo được đâu các bạn. Cá nhân tôi đi với cái việc trading này cũng hơn 10 năm rồi, thì tôi mới thẩm thấu được những cái thứ, và tôi đang vạch nên cho các anh chị một cái lộ trình như vậy. Thì các bạn thấy là những anh chị đã nghe hết cái chuỗi podcast này nè, rồi các bạn cày nát cái kênh YouTube và cái chuỗi video về phân tích kỹ thuật, thì lúc này bắt đầu họ hiểu được những cái thứ mà tôi chia sẻ. Và tại sao là cái cộng đồng Build Your Trading System, các bạn biết là mình xây dựng cái cộng đồng này hơn một năm trời rồi các bạn. Và hiện tại là có khoảng hơn 1.700 anh chị đang học tập trong đó. Và trong đó sẽ có rất nhiều những cái khóa học là những cái mảnh ghép để tôi bổ trợ cho các anh chị trong cái cộng đồng Build Your Trading System. Thế nên những anh chị nào mà các bạn là người mới, các bạn muốn có một cái định hình đúng đắn, thì các bạn có thể xem kỹ cái điều kiện để tham gia vào trong cái cộng đồng Build Your Trading System này.
Thì đó là cái cách mà tôi giúp cho những anh chị là người mới để các bạn có cái sự định hình. Tiếp theo nữa, các bạn biết là để có thể gây dựng nên một cái danh mục tài sản lớn thì tôi khẳng định với các anh chị là nó sẽ đến từ cái việc đầu tư. Cá nhân tôi gây dựng cái danh mục tài sản lớn cũng đến từ cái việc đó. Thế nên các bạn biết là học về đầu tư thì đòi hỏi có cái chiều sâu. Các bạn cần phải biết ra được cái nhóm Market Maker nó làm gì. Các bạn cần phải đọc vị được. Và thực sự các bạn cần phải trang bị rất nhiều những cái kiến thức để có thể đi với cái thị trường này nhiều năm. Và đó là lý do tại sao các bạn thấy là tôi có một cái nhóm đầu tư crypto dài hạn chuyên sâu là vậy. Cái nhóm này nó giống như là một cái nhóm truyền nghề vậy các anh chị. Và mình cũng làm cái nhóm này cũng hơn 6 năm rồi. Thì thực sự đó là những cái cách mà tôi làm ra để tôi có thể giúp đỡ các anh chị. Và nếu các anh chị có cái sự quan sát tinh tế thì các bạn biết là tôi đã vạch ra một cái lộ trình rồi. Nếu như các anh chị là người mới, các bạn vào cái kênh YouTube này thì các anh chị cần phải trang bị những cái kiến thức cơ bản basic trước cái đã. Khi các bạn có những cái kiến thức cơ bản và basic thì các anh chị mới thực sự hiểu được những cái thứ mình chia sẻ. Còn bây giờ các anh chị là một cái tờ giấy trắng thì các bạn không thể nào hiểu được những cái thứ mà mình chia sẻ và cũng không biết chỉ các anh chị như thế nào. Những cái thứ cần truyền tải, truyền đạt tôi đã đưa lên kênh YouTube rồi. Và mình không thể nào có cái thời gian để cầm tay chỉ việc từng người. Và đó là lý do tại sao mình xây dựng một cái lộ trình như vậy để có thể là hỗ trợ được nhiều anh chị là vậy. Thì các bạn lưu ý kỹ này, các anh chị hãy có ý thức là giúp bản thân mình trước. Khi có cái sự hiểu biết nhất định rồi, các bạn sẽ biết nên làm gì những bước tiếp theo. Thì lời khuyên mà tôi dành cho những anh chị là người mới, các bạn hãy nên dành thời gian cày nát cái kênh YouTube của tôi. Tiếp theo nữa, các bạn hãy đầu tư một cái khoản phí nhỏ, chỉ có 2.450.000 thôi. Các bạn vào trong cái cộng đồng Build Your Trading System để các bạn có thể hiểu về nghề trade và các bạn xây dựng cho mình một cái nền móng vững chắc. Cái cộng đồng Build Your Trading System này thì tôi có ý định duy trì nó trong một cái thời gian dài nữa. Và đó là lý do tại sao các bạn hãy nên dành thời gian đào sâu trong đó. Bởi vì trong đó tôi đã xây dựng theo một cái quy trình rồi. Và thực sự nha, trong cái cộng đồng Build Your Trading System đó không dành cho những anh chị lười đâu. Không dành cho những anh chị hóng hớt kèo cọt. Trong đó sẽ giúp cho các bạn hiểu được sự thật về nghề trade, cũng như cái lộ trình và từng bước các anh chị đi với cái thị trường này. Các anh chị tiếp cận với nghề trade để làm sao tránh những cái thiệt hại, tránh những cái thứ mà trong quá khứ tôi đã trải qua. Thì hy vọng là các anh chị sẽ hiểu được cái chia sẻ này của tôi này, và các bạn sẽ hiểu được một cái lộ trình mà tôi đã xây dựng. Và những cái thứ tôi đang chia sẻ trên kênh YouTube cũng như cái chuỗi podcast là cũng để muốn giúp các anh chị đó, chứ không phải là để làm những cái này cho vui đâu các bạn. Thì hy vọng các anh chị hiểu được những cái thứ mà mình chia sẻ. Thì cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Nếu các anh chị thấy cái podcast này hay và ý nghĩa thì các anh chị có thể cho mình một like hoặc có thể chia sẻ để nhiều người họ biết đến hơn nữa. Thì hy vọng giúp được một ai đó cũng là cái niềm vui của tôi rồi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những số podcast tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.